Xin chào quý vị các bạn, hôm nay Di động cao cấp.vn giới thiệu bạn video thay pin của Sony C3. Qua quá trình sử dụng, khách hàng không tránh khỏi trường hợp pin của Sony C3 bị lỗi, phồng rộp và không báo đủ dung lượng. Pin thì sạc rất là nhanh đầy, dùng thì rất là nhanh hết, vân vân và vân vân, không tích điện. Khi quý khách hàng gặp sự cố liên quan Sony C3, khách vui muốn thay pin của Sony C3, khách vui lòng đến các địa chỉ của Di động.